Chào cô Tu Anh, hôm nay thì đến ngày mình giao hàm, thì trước mắt con sẽ thử cái hàm cho cô trước nha. Nếu có vướng cộm gì thì cô báo con để con điều chỉnh thêm nha. Rồi, cô hát lớn. Rồi, cô cắn nhẹ lên xem. Rồi, ok. Cô nhanh nha, thử còn vướng cộm gì không? Không, nếu mình thử. Cô cứ về ăn nha, đồ mềm trước. Nếu có vướng cộm thì con chỉnh thêm. Cái hồng đang tôi rửa rất nhiều năm nhưng mà cô thấy làm vô cái miệng cho nó tự nhiên hơn so với mấy lần cô làm, tôi rất hơi khác.